Chào mừng tất cả các bạn đã đến với giờ học âm nhạc trực tuyến lớp 5. Hôm nay chúng ta sẽ học tiết 15 với hai nội dung. Nội dung 1, ôn tập bài tập độc nhạc số 1. Nội dung 2, kể chuyện âm nhạc nghệ sĩ Cao Văn Lầu. Trước khi vào ôn tập bài tập độc nhạc số 3, thì cô mời một bạn hãy nhắc lại cho cô những hình nốt có trong bài tập độc nhạc số 3 nào. Đó là những hình nốt đơn, đen và nốt trắng. Vừa rồi các bạn đã nêu được những hình nốt có trong bài tập độc nhạc số 3 rồi. Vậy bây giờ các bạn hãy quan sát và cho cô biết những tên nốt có trong bài nào. Rất là dễ đúng không các bạn? Đó là những tên nốt đô, rê, mi, son và la. Và hoạt động 1 của chúng ta sẽ là đi ôn tập bài tập độc nhạc số 3. Bây giờ cô mời các bạn cùng đọc lại bài tập độc nhạc số 3 kết hợp vỗ tay hoặc là gõ đệm theo tiết tấu. Lần 1, các bạn đọc với nhạc đệm có tiết tấu chậm để các bạn nhớ lại tên nốt và đọc cho đúng giai điệu cũng như lời ca của bài nhé. Bây giờ cô sẽ bỏ tên các nốt nhạc. Các bạn sẽ đọc lại một lần nữa với tiết tấu nhanh nhé. Rồi cô mời các bạn cùng nghe nhạc nào. Vừa rồi các bạn đã thực hiện khá tốt bài tập độc nhạc số 3 rồi. Bây giờ cô mời các bạn cùng đọc lại bài tập độc nhạc số 3 với ký hiệu bàn tay nhé. Vậy là các bạn đã ôn tập xong bài tập độc nhạc số 3. Bây giờ chúng ta chuyển sang hoạt động 2, kể chuyện âm nhạc nghệ sĩ Cao Văn Lầu. Sau đây cô mời các bạn cùng lắng nghe một giai điệu rất nổi tiếng của nghệ sĩ Cao Văn Lầu. Từ là từ phú thương, bao kim sắc phong vào ra luôn trong tình chàng, đêm năm canh mơ màng. Em luôn trong tình chàng, cho gan vàng quặn đau đường dù xa. Ngày mỗi mùa như đã dòng phu
vọng phu vọng luôn trong tình chàng lòng. Các bạn vừa lắng nghe bài hát Dạ Cổ Hoài Lang do nghệ sĩ Cao Văn Lầu sáng tác. Đây là một tác phẩm mà gần như ai cũng biết, và đặc biệt đồng bào Nam Bộ coi đây là một tài sản vô giá. Bây giờ cô mời các bạn hãy quan sát lên màn hình. Đây là bốn bức tranh nói về cuộc đời và sự nghiệp của nghệ sĩ Cao Văn Lầu. Tranh 1 là nghệ sĩ Cao Văn Lầu lúc nhỏ đang học chữ nho do người cha dạy. Các bạn hãy quan sát sang bức tranh thứ 2. Bức tranh thứ hai là nghệ sĩ Cao Văn Lầu được bố dẫn đến nhà thầy dạy nhạc nổi tiếng ở trong vùng. Các bạn tiếp tục quan sát tranh 3 nha các bạn. Tranh 3 cho ta thấy đây là một buổi giao lưu giữa hai nhóm nhạc tài tử Huế và nhóm tài tử Bạc Liêu. Bức tranh cuối cùng nói về nghệ sĩ Cao Văn Lầu đang sáng tác bài Dạo Cổ Hoài Lang dưới ánh trăng. Và bây giờ cũng mời các bạn hãy lắng nghe có tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của nghệ sĩ Cao Văn Lầu nhé. Nghệ sĩ Cao Văn Lầu sinh năm 1892 tại Gia Định, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo. Từ nhỏ ông đã được học chữ nho do người cha dạy. Lớn lên ông được học chữ quốc ngữ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo, ông đã phải nghỉ học. Nhưng với bản chất thông minh, ham học hỏi, ông đã được người cha dẫn đến xin học nhạc tại một thầy dạy nhạc nổi tiếng ở trong vùng tên là Nhạc Khi. Là một sinh ngoan ngoãn, ham học hỏi, ông đã biết vượt lên chính mình và trở thành học sinh xuất sắc của thầy Nhạc Khi. Ông được học đàn tranh, đàn kìm, đánh trống và ca. Khi lớn lên, ông làm ở tòa Bạc Liêu nhưng vẫn thường xuyên tham gia với nhóm nhạc tài tử ở đây. Và trong một lần hội ngộ giữa hai nhóm nhạc Huế và nhóm tài tử Bạc Liêu, họ đã giao cho ông một nhiệm vụ là sáng tác một tác phẩm trong một thời gian ngắn. Thế rồi với bao nhiêu ngày suy nghĩ miên man, nhưng ông không tìm được ra nét nhạc nào. Và như thường lệ, vào một đêm khuya, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng điểm canh ở bên nhà tù vọng sang, ông xúc động nhớ đến người phụ nữ đang tựa gối trông chồng. Và những nét nhạc đầu tiên của tác phẩm Dạ Cổ Hoài Lang được ra đời. Vừa rồi các bạn đã lắng nghe cô tóm tắt nội dung câu chuyện về nghệ sĩ Cao Văn Lầu rồi. Và để biết được các bạn đã nắm rõ nội dung câu chuyện chưa, thì bây giờ cô sẽ có một số câu hỏi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ nhất. Câu 1, nghệ sĩ Cao Văn Lầu sinh năm nào, ở đâu và trong một gia đình như thế nào? Câu hỏi này rất là dễ đúng không? Cô nghĩ là các bạn đã trả lời được rồi đấy. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Ông được học những nhạc cụ gì và khả năng âm nhạc của ông như thế nào? Các bạn cùng suy nghĩ nào. Chúng ta cùng xem đáp án của câu hỏi số 2 nhé. Ông đã biết vượt lên số phận và trở thành học sinh xuất sắc của thầy Nhạc Khi. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Tác phẩm đầu tiên của nghệ sĩ Cao Văn Lầu tên là gì và ra đời năm bao nhiêu? Đó là bài hát Dạ Cổ Hoài Lang. Và thế nào là Dạ Cổ Hoài Lang? Dạ tức là đêm, hoài là nhớ, lang là chồng, và chúng ta có thể hiểu là đêm khuya nhớ chồng. Vừa rồi các bạn đã khai thác được nội dung câu chuyện nghệ sĩ Cao Văn Lầu rồi. Bây giờ bạn nào có thể nhìn lên từng bức tranh và kể lại nội dung câu chuyện được không? Vậy qua câu chuyện này, các bạn cảm nhận về nghệ sĩ Cao Văn Lầu là người như thế nào? Các bạn hãy suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình về nghệ sĩ Cao Văn Lầu nhé. Vậy qua câu chuyện này giáo dục cho chúng ta điều gì? Qua câu chuyện này giúp các bạn hiểu biết thêm về một tài năng âm nhạc của dân tộc Việt Nam và thêm yêu mến và trân trọng những làn điệu dân ca cổ truyền của dân tộc nhé. Vậy là hoạt động kể chuyện âm nhạc về nghệ sĩ Cao Văn Lầu đã kết thúc tiết học rồi. Cô nhắc các bạn tiếp tục ôn tập lại bài tập đọc nhạc số 3 và tập kể câu chuyện về nghệ sĩ Cao Văn Lầu nhé. Cô thân mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào tiết học sau nhé.